Tôi là Trung Đức, là nghệ sĩ nhân dân, nguyên tôi thuộc nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Tôi có chơi với Hoa và sau đó từ Hoa thì chơi với Huyền, và hai chị em đã đi tập Pháp Luân Công tập trước tôi rồi. Thì tình cờ có một buổi chiều Huyền và Hoa tới nhà tôi chơi thì mới nói chuyện về cái này, thì tôi thích quá và tôi hôm sau tôi tập liền thôi, và tập đến bây giờ hơn 3 tháng. Tôi tập tôi thấy hiệu quả rõ ràng ngay, nó biết luôn, tôi tập được hơn 3 tháng rồi thì người rất khỏe khoắn. Có những hôm tôi chỉ ngủ có 1 tiếng thôi, tôi tập xong về thì người không cảm thấy mệt tí nào cả. Và tôi cũng đang rủ và mời các bạn bè của tôi sẽ cùng ra tập. Bởi đây tôi cảm thấy cái này là một cái mà nó rất có bổ ích tới cơ thể con người và rất tốt cho những người. Đấy, chúng tôi tập cả Tết, tập luôn cả Tết. Nó tuyệt vời, chú chỉ biết nói tuyệt vời, chứ cái giải thích ra thì hơi khó để vừa đối với chú. Vì chú chỉ biết là chú làm cái gì được là với cái tâm của chú, là chú đam mê và chú làm thật nhiệt tình với cái tâm của chú. Còn chú cũng không mục đích để đạt được một cái gì cả, chú cứ tập thôi. Tất cả những người nào nói chính trị đều ngu dốt cả. Chú nói thật với cháu đều ngu dốt cả. Bởi vì tại sao? Là một cái để tập tóc khỏe cho khỏe người. Nó là tập cho mình khỏe quán người. Thế tại sao nó nói chính trị? Chú không cần biết, chú chỉ biết là tập cái nào có lợi, rất có lợi cho bản thân mình thôi. Đấy. Khi tôi tập được hơn 2 tháng thì tình cờ tôi với mấy nghệ sĩ dân Thu Hiền có hát ở Sài Gòn. Thì vào đó thì khán giả có yêu cầu tôi hát một bài tiếng Pháp. Thế thì tôi bắt đầu tôi hát thì nhạc dạo xong thì tôi không thuộc. Tôi tự nhiên tôi quên lời. Thì tôi mới đọc mà. Để. Pháp nhân là cái gì? Pháp Luân Đại Pháp Hảo à? Chân thiện nhân hảo đấy. Thế tôi đọc hai câu đó, tôi nhẩm trong mồm tôi không đọc ra. Thì cái pháp nhân thiện nhân hảo, chân thiện nhân hảo, tôi đọc thì tự nhiên nhớ lời và tôi hát luôn. Còn đúng như thế. Mới tập mà có thế mà hơi dư sơ, hơi rất đầy đặn, hơi khỏe khoắn. Hơi rất tốt về nó không có cảm giác hát như không ấy. Tức là cái hơi nó đến mình mà một cách tự nhiên. Nó ngấm vào như thế, chứ không ngày xưa thì có thể ấy mình còn phải lấy hơi và tôi hát. Nó ngấm vào luôn. Tôi tập từ bài 1 và 4 thì nó tác dụng vô cùng. Nói chung là những cái động tác là rất là tốt. Nó thư giãn hết cả những cái ở trong cơ thể con người của mình ra. Mỗi một động tác đều có một cái rất là ý nghĩa trong cái pháp luân công này với cơ thể con người chúng ta. Đấy, cho nên tôi khuyên là mọi người hãy tập trung và nghe tôi nói. Bởi vì tôi là người sống rất thật. Tôi đã tập cái này rồi, tôi đã thấy cái hiệu quả nó rất tốt rồi. Theo tôi nghĩ thì bây giờ cái địa chỉ chúng tôi liên lạc, tất cả mọi người hãy tập pháp luân công ra chỗ Hồ Thành Công buổi sáng 5:20 bọn tôi có mặt đấy rồi. Và tập cái đó thì sẽ biết cái gì xảy đến với mình. Nó đều tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn.